lắm. Ui. Nó chả đất luôn à. Sắp đến đoạn bằng. Ui, căng dính. Mọi người không biết cảm giác với tất thắng này. Này, quay mặt đằng trước cho xem. Ơi. Mặc mấy áo đấy. Mồ hôi đã chảy rất nhiều. Không muốn nói gì nữa. Ôi, chào anh ạ. Hỏng à? Hỏng đồ ra. Cháy hết rồi. Toát hết mồ hôi rồi anh Hồng ơi. Đấy anh. Thôi, anh thấy bật vậy. Thôi, bật thoải mái. Tôi thấy này, tôi thấy muốn thử thôi. Cũng như tả thôi, các cái dây dây mực rồi đấy gì đấy cây này nó đổ lâu rồi chứ phải không anh? Cây này đổ lâu rồi chứ. Trước làm nhà máy rồi. À, trước là làm nhà bà máy rồi à? À, thừa bây giờ lại làm tiếp à? Nhưng mà xa thế nhở. Thứ chính đỏ kéo đi nhà bà máy không đơn giản nhở. Cột là tận bên kia nữa. Mấy ba cái nữa là được, mấy hộp này nữa là được, ba hộp này nữa là đủ rồi chị. Bây giờ là phải vác lên à? Vác lên đường này xong bắt đầu kéo. Thế phải bóc cái vỏ đi nữa chứ anh Hồng. Anh Hồng có phải bóc cái vỏ này không? À. Thế là hỏng một cái máy cưa này rồi à? Không phải hỏng mà nó cái dây rồi. Dây cô loa. Dây giật nổ thì không có nước uống à? Đâu? Nước này đun nhà đi à? Cẩn thận. Sợ quá. Thôi anh em chịu khó xong là bồi dưỡng thêm cho anh em nhá. Cứ chịu khó tí làm cho nó đẹp đẹp rồi à, xong rồi mà lại bồi dưỡng thêm cho anh em ít cho nó khí thế nhá, vất vả quá. Chân đầy nhớ sổ, chân đầy nhớ sổ. Ôi hết chân đầy. Vác từ đây về có phải đơn giản không? Có không ra được à? Kẹt à? Tành đẩy mạnh lên xem nào. Đây này, nó vướng đây này anh Hồng ơi. Cái này này. Đấy, cái chỗ đấy. Không có xô vào thằng ấy giờ đấy. Xô vào thằng tảnh bây giờ đấy. Không xô được. Hả? Quẩn gai. Quẩn gai. Gai.
xéo. Đẩy mạnh lên xem nào. Nó vướng ở đây rồi. Vướng đâu? Đấy, lên đấy. Con tóm tôi ấy. Lùi đi sang bên kia. Rồi tôi có một con. Lên này còn phải xẻ tiếp cái vỏ đi nữa mới vác xuống chứ. Ừ, xẻ cái vỏ đi. Hai... Ui, lấy con dao này nào. Tỉa cái bắp này, lên lên. Cái bìa này đi. Gai lắm phải không? Nhiều gai lắm luôn. Cái này gọi cây gạo ấy. Cây gạo có ma, cây đa có thần. Phải không? Thần đa ấy. Thần đa. A Di Đà Phật. Cây to ấy. À cây đôi mà nhỉ. Cái dưới còn một cây nữa mà nhỉ. Khoảng 20 mét thôi nhưng mà ngược dốc này. Hai người vác một phát à hay là cứ một người vác lên á? Hai người vác lên thôi. Ờ. Lắm, có nước nhiều quá. Chính đỏ vẫn chưa khô mấy nhỉ? Từ đợt làm nhà vào máy rồi cơ mà anh nhờ. Anh Hồng giật phát thế có đi được không? Đi từ lâu. Thế nặng đấy. Nào. 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 Ấy cẩn thận nó kéo cả anh Hồng đi bây giờ. Dây gì? Dây rẻ rút á? Ừ. Có dây rẻ rút mình tháo ra cho. Nó đứt vào. Cứ như thế vác lên luôn chứ hay như nào? Vẫn thành hộp tí à? Ừ. Cả hai à? Phải đéo cả đầu vuông để cho vát đi à? Không có xước à? Bỏ lại ở khỏi. Cái này phải phân ra rồi. Ấy cẩn thận. Ấy là tí đó tí sao hồ rồi mà thế bao. Sửa được máy rồi à? Úi giời. Không được. Cái này không chắc đâu. Dây đều à? Dây không chắc đâu. Bó tay. Thôi, để thứ bảy mình vào lại cầm cho cái dây khác. Nhà có dây chưa? Nhà, có, nhà anh có à? Có không? Ừ, nhà anh có. À, cái dây mực to to. Không, dây không chắc đâu. Dây chưa chắc đâu mà. Dây hắn đâu rồi. À. Thế thì dây hãng thì mình không có đâu. Tưởng là dây quần đùi thì mình có. Dây quần đùi không chắc đâu. Thế à? Mình nhiều quần đùi có dây lắm. Dài như thế này cơ mà. Cái dây này vào dài như thế này cơ mà. Cái này thì mình không có. Thế à, của anh Hồng là dây gì?
cây dây kia cũng giống gần giống như này mà. À thế thì chắc được đấy. Được mà. Dây của em là dây quần đùi thôi, không không. Nó có một lớp. Cái này vào là để cho nó đỡ bị nứt gỗ này, vỡ gỗ này. Nhiều đồ quá. Có cái gì để đeo lên vai được không? Em đeo cho. Cái này á? Ừ. Không thì làm sao mà kiểu... Còn đồ này thì làm sao mà ấy được. À. Chiều quay lên lấy đồ sau thì. Ôi, thằng Tành này nặng á. Cẩn thận nhá, dốc lắm. Ui giời. Khỏe. Toàn các người khỏe. Anh Hồng có vác được không? Anh Hồng bao nhiêu cân? Anh có 46 cân. 46 cân á? 46 cân thì anh làm sao vác được cây đến 50 cân? Cây đến 60 cân đấy. Ây da. Ui, nặng thế nhỉ. 46 cân. Thằng Tảnh kia nó khỏe hơn, nó nặng thế. Anh 46 cân làm sao anh vác được cái đấy? Hơn 50 cân đi. Đỡ lên chỗ bằng bằng kia ăn. Có vấn đề đã. Tôi có vấn đề. Trưởng xóm lùi lại á. Đấy, lùi lại đi. Đấy. Trưởng xóm mới bí thư. Ui như này dồn hết đằng sau. Trưởng xóm mày lùi lại tí nữa. Đi thế nặng trưởng xóm ra. Lên đoạn bằng anh Hồng có mình một mình đi được không? Đi được. Hả? Này, làm nhà cho ông cụ ấy. Lần trước của bà cụ cũng như này nhưng mà tôi không đi quay được hẳn lên trên này. Đỡ lên cho anh đi trước ạ. À. Trưởng xóm đỡ cho bí thư lên trước ạ. À. Đỡ lên. Sợ. Thế còn đồ này? Cứ để đây á? À? Cứ để đây á? À? Vác ra đấy xong quay lại á? À? Ui, thế thì đưa đây tôi vác cho một cái gì đấy ra đi. Bao tải kia nhá. Anh cầm cái lam với cái dao. Cái nào? Lam. Lam là cái nào? Lam máy. Cái bao tải này nhá. Tôi cầm đồ nhẹ. Để làm mấy cái con dao. Ui, đã ra tới nơi rồi à? Cầm hết đồ nhá. Anh ra trước đây, cầm dao với cả lam ra đây.
tổn vang mấy bao phần không là gì. Cái này nặng thế. Thôi Tảnh cầm mấy ra đồ rồi. Úi cẩn thận. Tấm của xì nặng nhất đấy. Ờ. 40 nữa cơ. Vành 40. Cầm lên cho. Ờ, đi làm xuống dưới kia có. Tức thở quá. Tức thở quá. Đang căng. Căng à? Nặng quá. Anh Hồng không căng à? Bây giờ thở được rồi. Thở được rồi. Lúc mày có điện hả thế thôi à? Chú con đi ngoài thôi. Lao luôn xuống à? Như trò chơi trẻ con đấy nhỉ? Trượt ván đấy. Cẩn thận, lệch sang bên này. Đấy. Xong rồi mỗi người đẩy một cái à? Mỗi người một cái về. Kéo mỗi người một cái về. Thế đến đoạn kia là trồng ngô rồi. Hả? Cái ngải cứu về quan đâu anh? Hả? Hay là hái về tí nữa nấu ăn nhỉ? Cái này phải nấu với trứng, không thì đắng lắm. Dưới nhà anh còn trứng không? Nhà không còn. Hết trứng rồi. Ngải cứu mọc ở đây tốt thật đấy. Rau này là thuốc đấy. Vâng. Chị Vương chị nấu cơm cho rồi gì? Để thức ăn gì đấy rồi mà. Để thịt mới cả đấy rồi. Nhưng mà có rau gì chưa ấy? Bắp cải thôi nhỉ? Thích ăn rau ngải cứu ngày qua mà. Phải có trứng cơ mới ăn được. Ờ, không đắng lắm. Mây lại đang bay lên rồi nhỉ? Giữa trưa mà mây bay ghê nhỉ? Tí ghé lại mù mịt hết. Cẩn thận khéo dưới lại có người. Có người đang lên thì chết. Đi đâu rồi? Phía kia rồi. Ui ồ. Như trâu rồi. Trường xóm đâu? Chưa xuống à? Xí ơi! Ấy, có lao vào người không đấy? Đường này à? Hay bên này?
Làm đi. Tải ngay tránh nha này. Ờ. À. Đâu rồi? Đây. Từ xuống ngã nhá, xong hãng lao nhá. Ghê lắm. Ui, cẩn thận. Khiếp đòn. Từ từ, kìa kìa, tảnh nó đang ở dưới đấy. Bí thư vào bắt con bìm bịp. Ui. Bắt xong bìm bịp chưa? Xong rồi. Cất đồ trong thế đấy. Chiều lại lên làm tiếp. Ấy, cẩn thận lao vào đá. Đá vỡ đấy nhỉ? Vỡ. Hả? Vỡ đấy. Trưởng thôn khỏe lắm. Trên cái bao kia phải mấy chục cân. Hai cái đầu của máy nổ. Mấy cả đồ giúp cụ. Đấy, cẩn thận bà anh Hồng. Đấy, cả buổi sáng được 3 hộp này. Từ lúc 5 giờ sáng. Và trưởng thôn, à được 4 hộp. Lúc nãy làm được 1 hộp là trưởng thôn kéo xuống rồi. Không có dây à? Có mỗi dây đấy thôi à? Sao? Hả? Sao? Đang quên cái làm. Làm gì? Làm chỉ đổi. Cái làm này còn. Đúng anh kia đấy, cầm cái đấy. Cái làm mà anh cầm xuống mà. Con dao để đây. Có cái làm kia. Anh cầm con dao với cái làm ra mà. Anh Hồng anh cầm con làm cái làm rồi. Dao trong đấy chưa? Kia thầy làm đây. Đúng không? Anh còn cầm đi mà. Đấy. Bây giờ là mỗi người đến đoạn này là không ấy được nữa. Là mỗi người phải một giây. Đấy, để kéo chỉ đạo. Không thể cho nó lao linh tinh được. Cẩn thận lao vào nhau ấy. Ấy, ấy. Thấy chưa? Anh Hồng bé bé kia cẩn thận đấy. Bí thư là sức khỏe không bằng hai ông này đâu. Kinh tảnh nó đã chạy chưa? Úi úi úi. Chạy ghê. Sao ấy? Đứt dây à? Cẩn thận vào chân. Úi giời. Sợ lắm. Sao?
À, đoạn kia lại phải xuyên vào đấy à? Chết đấy. Đấy. Rớt một tí góc rồi đấy. Sợ mỗi bí thư rồi. Sức khỏe không bạn? Ờ. Quen không? Cẩn thận đấy. Chạy nhanh như sóc. Kẹp à? Lội mắt này. Cẩn thận. Thấy chưa? Cái gì đấy? Cái hoa này này. À, rơi như kiểu là bắn pháo. Ấy. Cẩn thận, cẩn thận. Chỉ sợ lao vào chân. Sợ lắm. Nhìn qua điện thoại. Úi, ấy, ấy. Thấy chưa? Cái đoạn nào mà không ấy cái là anh phải nhảy lên đấy luôn, tránh luôn. Hả? Xong để nó lao từ từ xít vào chân thôi. Nhìn qua điện thoại không biết là các bạn thấy nào, nhưng mà nhìn thực tế các anh kéo ghê lắm. Chỗ này ngược dốc. Lao cả cái này xuống là gì? Lao hết luôn một thể đi. Hả? Ờ. Kéo cái đấy xuống nha. Đấy, xì đứng ở đấy để anh ấy anh lao luôn xuống nó cho. Cẩn thận nhá. Đấy. Trưởng thôn khỏe thật. Cây gỗ đang lao như thế mà ông đỡ lại. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi, đi xa thế. Cẩn thận nhá, cây trên này nhá. Đấy. Rồi. Phi đi. Nhớ, phi nhớ. Úi dồi, cẩn thận. Tảnh nó vác đi rồi à? Đến đoạn này là lại phải vác bộ. Đấy, hộp hộp đấy, hộp 40 đấy phải không? Cẩn thận trôi xuống kia là thôi đấy. Ấy. Trôi xuống dưới kia là thôi đấy.
Đấy, lại phải vác ngược ấy. Đường ấy từ đây ra là bằng hết. Bây giờ xuống à? Còn đâu là để hai cái đấy à? Để nghỉ ăn cơm. Cố lên. Ấy cẩn thận. Không kéo được à? Ui. Này dưới đầu. Chỗ này chiều phải đóng cái cọc vào. Kia là đóng cọc như bên kia kìa. Chỗ này có sợ trôi không? Ấy, ai dạ. Trưởng thôn khỏe em giật một phát không cho kịp trôi xuống dưới luôn. Lao như tên lửa đạn đạo. Bí thư yếu hơn rồi mà. Đấy. Sao ấy? Lại tuột à? Thế mà nó văng thì chết. Mồ hôi tôi ướt đẫm chạy theo anh em. Đấy là người đi nguyên người không. Miếng nào? Cái miếng chống ấy này á? Chống vỡ này á? Ây à, tảnh nó đã xuống dưới kia rồi. Tảnh nó khỏe hơn, trẻ hơn. Tảnh nó sinh năm 97 thôi. Các bác này là đầu 8 hết rồi. Tảnh kia. Này nó đang định vác vào. Đấy, phải vác vào ngang. Đấy. Tảnh nó vác vào rồi. Đấy. Đến đoạn kia phải vác bộ ngang nhé. Sao ấy? Không cứ thả ra cho nó lăn. Trồng ngô à? Chết nhờ. Kéo hộ cho anh ấy, kéo kéo lên phát sự xì. Tảnh nó về nhà ông cụ rồi.
Sợ chưa? Kinh không? Không biết diễn tả nào. Gần 15 phút về đây. Chạy toát mồ hôi.